Rồi, máy nói cho bãi tình mình xin chào bà con nha bà con. Đó, hôm nay mình lên cho bà con một cái lô máy bơm phun tưới nước nữa ha. Bơm phun tưới nước trung tâm. Hôm nay đặc biệt là có hai con Eubini 15, một con Metsu và một con Honda 3,5. Đặc biệt đó là có ba con động cơ dầu. Đó, động cơ máy xăng ha, động cơ máy xăng mà chạy bằng dầu ha. Đó là hút 90 xả 90. Bởi vì bọn ngày bà con mình cũng có hỏi về các dòng máy mà bơm hút lớn, về bơm nước cuộn, bơm nước vuông. Thì bữa nay á, là máy nổ Nhật Bản Thanh Bình nhập về cái nhà hàng Osaka. Thì mình là đại lý phân phối của Osaka nên giá thành nó rất là rẻ. Đó, bữa nay bán cho bà con ba cái mẫu máy của Osaka. Đó, ba mẫu máy của Osaka là hút 90 xả 90 lưu lượng lít là 1200 ha. Đó là 1200 lít một phút. Thì khi bà con mình sử dụng cái dòng máy lớn thì hút lớn, mà bà con mình sử dụng chạy bằng động cơ bằng xăng á thì nó rất là tốn hay tiêu hao nhiên liệu ha. Đó, tiêu hao nhiên liệu rất là nhiều. Thì bữa nay á, là máy nổ Nhật Bản Thanh Bình lựa chọn cho bà con một cái động cơ giật giống như bay máy xăng nhưng chạy bằng dầu. Nó được một cái lợi là siêu tiết kiệm dầu các bà con, nó siêu tiết kiệm. Khi ví dụ như mà bà con sử dụng động cơ xăng một tiếng đồng hồ thì bà con phải tiêu hao nhiên liệu là một tiếng đồng hồ phải tiêu hao lít xăng. Thì động cơ dầu á, thì mình chạy một tiếng đồng hồ nhiên liệu nó chỉ có nửa lít dầu thôi, thì nó rẻ tiền hơn động cơ xăng rất là nhiều. Chỉ một tiếng đồng hồ thì bà con sử dụng chỉ được tốn có 10.000. Còn với động cơ xăng á, thì bà con mình sử dụng thì phải tốn tới mức độ là 20.000. Đó, bởi vì gấp đôi nha bà con. Bởi vì á, bữa nay mới nói cho bà con mình sẽ lên cái mẫu máy mà bơm hút nước mạnh, nhanh, bự. Đó, miễn xài động cơ dầu để cho bà con mình tham khảo ha. Thì bây giờ trước mắt đầu tiên đó là mình lên cho bà con một cái con E15 đây. Đó, E15. Nó động cơ xăng trước ha. Rồi xong mình sẽ giới thiệu tới cái bà con mình cái động cơ dầu. Đó, động cơ dầu để cho bà con mình sử dụng. Đó, để cho nó đỡ cái tiền nhiên liệu mà nhiên liệu mình sử dụng hàng ngày nha bà con. Nó để đỡ tốn chi phí. Động cơ dầu thì nó sẽ thứ nhất là đỡ tốn chi phí nhẹ nhàng hơn ha. Đó, thì rồi bây giờ đầu tiên thì máy nổ Nhật Bản Thanh Bình sẽ lên cho bà con một cái con Rubin E15 ha. Đó, con này Rubin E15. Đó, con này thì hình thức bên ngoài nó hơi xấu nha bà con, nó cũng có chạy xích xước cái chân ha. Nhưng đặc biệt thì con này đồ zin 100% ha. Đó, chụp trực zin, áo zin mình xăng zin. Đó, lốc trắng đẹp ha. Đó, đang xài cái máy là 3,5 dòng tua 4.000. Đó, đặc biệt quan trọng là cái chỗ cái máy đẹp không đẹp bà con. Mình mua máy mình coi cái lốc nó đẹp không đẹp thôi ha. Chứ còn ví dụ như mấy cái vẻ bên ngoài này thì chắc ăn là nó phải có xét có này có kia rồi bà con ha. Đó, rồi tiếp theo Mini 15. Đó, con này đang xài cái bơm cosin lưu lượng lít là 560 lít ha, khung còn rất là đẹp luôn. Đặc biệt là con này đang xài hút 60 xả 60 lưu lượng lít là 560 ha. Cần ga đẹp, bình xăng Mikini Modern da băng, phá xăng zin, bua zin, bua lửa zin. Nói chung là con máy này zin còn tập, máy móc là chưa gã gáp, chưa bung đồ zin 100% ha. Đó. Phải đối với hình thức mua bán máy thì máy nổ Nhật Bản Thanh Bình cũng giới thiệu thêm cho bà con mình tham khảo ha. Bà con mua máy Nhật Bản bên máy nổ Nhật Bản Thanh Bình á, máy mới thì mình không nói tới rồi, máy Nhật Bản đây. Ha, máy Nhật Bản thì thứ nhất là bao cho bà con đồ zin 100% ha. Bao cho bà con máy móc chưa gã gáp, chưa bung. Đó. Hàng đã dọn nổ sẵn, bà con mua về chỉ việc sử dụng, không tốn thêm một chi phí sửa chữa nào nữa. Đó, cái đó là mình giới thiệu cho bà con mình ha. Đó, sửa chữa nào nữa. Đặc biệt là bảo hành cho bà con mình 6 tháng. Đó, đặc biệt bà con mua máy nổ Nhật Bản Thanh Bình là không cọc nha. Nó không cọc luôn. Đó, bà con cứ đặt hàng về kiểm tra hàng, test máy, coi kiểm tra máy giống như ba cái máy nổ Nhật Bản Thanh Bình nói thì mình nhận máy trả tiền shipper. Đó, tránh được cái tình trạng mà lừa đảo hay lừa lọc bà con mình ha. Đó là mình máy nổ Nhật Bản Thanh Bình lựa chọn cái phương hướng là tránh cho bà con những mấy cái trang khác nó sẽ lừa đảo bà con, ví dụ như đi cọc tiền rồi không chuyển hàng này kia đâu ha. Thì máy nổ Nhật Bản Thanh Bình sẽ lựa chọn những cái yếu tổ mà để cho bà con tin tưởng để bà con mua máy mình nói như vậy tụi mình ha. Đó, máy nói như vậy thì đặc biệt không cọc. Bà con cứ cho địa chỉ mình gửi tới nhà cho bà con kiểm tra hàng đúng như lời máy nói như vậy tụi mình nói thì bà con nhận. Rồi. Chỉ thêm một cái nữa thì máy nói như vậy tụi mình cũng nói thêm. Nó máy á thì máy nói như vậy tụi mình bao cho bà con đồ zin ha. Đồ zin là ví dụ như sao giờ mình nói thẳng luôn đi ha. Chụp chụp zin áo zin mình xăng zin. Đó, boe zin, bô lửa zin, bình xăng con zin, IC zin ha. Còn ví dụ như mấy cái bằng bên ngoài thì bà con không có tính vô cho máy nói như vậy tụi mình được ha. Đó, bữa nay có một cái ông khách ổng rất là kỳ luôn. Nó ổng mua máy mà ổng đòi cái gì cũng zin hết trơn các bà con. Nó zin là ví dụ như bây giờ cái tấm nhớt này cũng zin nè, rồi cái nắp bình xăng cũng phải zin nè, cái ống xăng này cũng phải zin nè. Nó rồi cái con tắc cũng phải zin nữa. Thì nói với bà con thật chắc ra là máy người Nhật Bản người ta đã xài rồi thì nó không có được giống như cái máy mà mới đâu. Mà đừng có bà con thông cảm, đừng có yêu cầu gì không ai đáp ứng nổi đâu. Nó bà con thông cảm em. Thì bây giờ nói chung ra là mình chỉ bao cho bà con là máy zin. Nó bình xăng IC chụp giật rồi bô e bô lửa rồi
xăng lớn rồi, nói chung ra là đồ nó zin hết. Còn mấy cái lằn chặt phụ kiện bên ngoài thì mình cứ tính bà con, bởi vì cái máy nào đã có xài rồi thì chắc ăn là sẽ có hư ống xăng, rồi nó mắc cái nắp xăng hoặc là nó mắc nắp nhớt, thì mấy cái đó thì mình vô đủ cho bà con thôi ha. Thằng đó thì mình không có tính được đi bà con ha, bà con coi like rồi kỹ. Còn cái hình thức bên ngoài thì mình cũng nói trước cho bà con biết luôn đó, mình nói cho bà con mình sau này cho mình, nếu bà con nào thương máy nào cho bãi Tình Bình đó thì vô mua ủng hộ ha. Mình cứ nói trước để cho sau này cho nó dễ các bà con. Ví dụ như hình thức bên ngoài đó, cái này nó có chày, có xước, có chóc, có mốt, có méo thì mình đã quay từ từ cho bà con coi nè, đúng không? Quay hình thức bên ngoài là mình không có bao cho bà con gì chân á, bởi vì mình đã quay cho bà con coi nè, trực tiếp trên live này đúng không? Đó, máy cũ qua sử dụng thì quay trực tiếp live, quay chậm chậm từ từ cho bà con coi. Đó, mình chỉ bao đồ zin. Đó, bao máy móc chưa gã gấp chưa bung và máy đã làm nổ sẵn, bà con 10 test máy nổ ok bà con nhận máy, đặc biệt là bao cho bà con không ra khối luôn. Đó, mấy cái đó là mình bao. Mấy đó nếu mà bà con thấy có cái lỗi nào của máy nổ như vậy thì mình bà con khỏi nhận máy ha. Còn cái hình thức bên ngoài thì mình đã nói với bà con rồi, bà con dọn trong video dùm cho máy nổ như vậy thì mình ha, bởi vì máy cũ đã qua sử dụng bà con thì nó không đẹp như máy mới được ha. Cái thứ hai nữa là thùng xăng. Đối với dòng máy mà thùng xăng sắt này thì phải nói như phải, ta mình cũng nói thêm với bà con luôn là chỉ bao cho bà con là không xét lớp ha, nó không lủng. Còn ví dụ như vàng vàng úa úa đen đen thì chắc ăn là sẽ khó à bà con, bởi vì dòng máy nhìn phải đã qua sử dụng rồi thì nó phải khó ha. Thế mà mình thấy cái dòng máy này nó nhất là giá thành nó rẻ, cái thứ hai là cái độ bền nó cao, cái thứ ba là độ nó tốt, nên mấy cái sạc đồ cũ của Nhật bãi về ha. Chứ đôi khi không mà không ai đi mua cầm tiền mua cái máy cũ gì xài làm gì đâu bà con. Nếu mà máy mới mà nó tốt mà nó rẻ thì người ta mua máy mới rồi, không ai mua máy Nhật bãi làm gì đâu ha. Thì bà con mua cái máy cũ thì bà con cũng thông cảm cho bà nội bà mình dữ quá ha. Đó rồi, đồ đạc. Còn cái bơm này đó thì bà con mua máy bà con cứ yên tâm, máy mình đã có qua kiểm định mình thử rồi, nước lên đó, khi lỡ gặp trục chặt về bơm bọng gì đó thì bên máy nổ thì phải tên mình cũng chẳng bảo hành cho bà con đàng hoàng ha. Đó, bởi vì con cứ yên tâm điều đó. Đó, còn đặt là nguyên zin hết trơn ha. Đó, còn đối với bà con á thì mình cũng nói thiệt với bà con luôn đó, cái nào á mình thiệt tình mình nói thiệt, bà con thương bà con vô mua bà con ủng hộ thì máy nổ thì phải tên mình rất là cảm ơn luôn ha. Đó, ví dụ như bây giờ cái máy này đó bà con thấy trong hình nó bóng ha. Đó, thì nói chung ra là máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình á, về á cũng phải chà sạch ra bà con, rồi mình rửa sạch lại đàng hoàng, mình lên live mình coi mình bán mới được chứ bà con. Chứ còn cái hiểu mà để cho nó sình đất bùng cái ghê cái gốm thì bán không được đâu bà con ha. Mấy cái đó thì bà con đừng nói máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình đã sơn phết thì kia lại. Nói chung ra là sơn phết thì chắc ăn là có sơn phết rồi đó, bởi vì cái nào thấy xấu quá thì mình đi làm dặm dặm xương xương lại bà con, để cho nó đẹp lại chút, lên hình cho nó coi nó được một chút, để bà con về mua cái máy cũ và con đem về tới nhà. Ví dụ như cái anh kế hàng xóm bước qua anh coi, anh nói cái máy cũng còn đẹp quá hén này kia đâu, chứ để mà bà con mua cái máy về mà mấy triệu bạc, 1-2 triệu bạc, 2-3 triệu bạc mà đem vào con đem về, rồi cái bà con thấy là trời ơi trời, mua máy 2-3 triệu trên mạng mắc ối gì vậy trời, thì mình cũng khổ nó. Thì bà con cũng thông cảm em, thì nói chung ra là mình chỉ bao cho bà con là đồ zin thôi ha. Nó bao đồ zin là ví dụ như áo chụp chụp zin hết, còn chỗ này có dặm, chỗ có dặm nước sơn có này kia thì bà con cũng thông cảm ha, bởi vì nó cũ thì mình cũng phải làm nó lại nó coi được được chứ các bà con ha. Còn đồ đạc là bao zin hết ha. Đó, đầu tiên A15 nè, rồi test nổ hôm nay cho bà con tham khảo ra. Con đã thấy giật kéo nhẹ chạy lên ga lớn rất là mạnh, đặc biệt ga tiên nhĩ nhừ ha, nó rất liềm luôn. Máy thì mình bao chạy cho bà con mình ha, bao ra khối luôn ha. Rồi nói thêm cái nữa, khi mình gửi máy cho bà con mình sẽ đổ nhớt ra hết, thì bà con đừng có tặng cho bà con chai nhớt á, bà con về con nhớ đổ bằng mặt nhớt cái giùm cho mình ha. Nó đừng bà con đừng có dở qua bà con đổ chân chai nhớt vô sẽ dư nhớt nó lên UGC mình sang con nó chạy không nổi ha. Đặc biệt là tặng kèm cho bà con một cái đầu găng ngủ ở đây và một cái đầu găng ngủ ở trên này, một chai nhớt và một tiết mỏng Mugi ha. Đó, bà con nào sử dụng nói nhanh thì nói với mình, lấy nói nhanh thì mình sẽ tặng bà con nói nhanh ha. Đó, bà con sử dụng cái nào thì mình sẽ tặng bà con cái đó. Rồi, con này mã ngoài hơi xấu, bán giá rẻ cho bà con sử dụng. Đó, máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình bán giá rất là chuẩn để cho bà con sử dụng luôn ha. Hồi qua là mình lên tới cái mã số là A35, thì bữa nay mình sẽ lên cái mã số là 36 nè, A36 ha. Con này hiện tại đang bán cho bà con cái giá là con này đẹp, lóc đẹp này kia đẹp, bán cho bà con cái giá là 2 triệu. Đó, còn máy đẹp bán 2,2 triệu ha, thì giá là đã có sẵn hết rồi. Đó, máy nổ thì phải Thanh Bình lên thì bà con thấy ha, A36. Bà con mua máy bà con nhớ dùm cho máy nổ thì phải Thanh Bình là cái mã số ha, đọc mã số A36, tránh trường hợp để bà con chốt con máy này mà máy nổ thì phải Thanh Bình gửi con máy kia thì bà con cũng không có mua máy.
con không nhận máy chủ nghiệp mới nổi cho phải thanh bình, mà bà con nhận cái này là con cũng không vui, thì nó nổi cho mình có muốn vậy ha. Đó, mình là mà người ăn thiệt tình thì nói chung ra mình nói thẳng cho bà con mình dễ ấy. Đó, con này thì đẹp nha bà con, hồi nãy con ghi xấu nhưng con đẹp quá đẹp ha, mình săn rất là đẹp luôn, cũng vợ luôn ha, A15 rubin lóc rất là đẹp luôn, chụp giật cũng đẹp, mua lửa đen quyền luôn ha, quá mới đây. 3.5 HP dòng tua 4.000 lóc đẹp như mới, ốc ác chưa đụng đĩa tới, là con chưa gửi tới ha, số xe ghi. Đó, con này hiện tại đang xài cái bơm là cô sim lưu lượng rất là 560 lít. Đó, bơm cô sim nó đẹp bóng vợ luôn nha bà con, quá trời con máy đẹp này, bơm cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, đây đầu nó nhanh bà con sử dụng mình để không, để mình tháo ra ha. Đó, tháo ra thì tặng cho bà con hai ngăn ngủ lại, còn nếu mà lấy đầu nó nhanh thì khỏi tặng ngăn ngủ nha bà con. Đó, quá trời cái bơm cô sim nó đẹp cho bà con, khung cũng đẹp luôn ha. Mình đang là bikini model da băng, boe thì quá ken, boe cực kỳ đẹp luôn, quá xăng zin luôn ha. Đó, thành da zin luôn nè. Đó, cái boe bô lửa đang quyền luôn mà nó dính bằng cái keo mũ như này ha, dính bằng keo bằng cái mũ gì bên ngoài, nhìn cái bô lửa rất là đẹp ha, máy quá đẹp nha bà con, máy hình thức cực kỳ đẹp luôn, cái máy này xài không biết chừng nào hư nha bà con. Đối với dòng A15 này thì nói chung ra là mình cũng có thể thêm cho bà con là nó là chạy đời chạy IC ha, chứ không phải chạy chính lửa, nên bà con hư rất là dễ có đầu thai. Còn bà con mua mà sử chọn những cái dòng máy dính lửa thì bà con mua về thời gian bảo đảm cho bà con, nếu mà lỡ chết dính lửa hoặc là nước vô trời mưa chết dính lửa thì chỉ đem máy dục thôi chứ không có xài được ha. Đó, Vogini 15 con này quá đẹp nha bà con. À, chạy thêm một cái bơm là Cousin nữa, bơm Cousin thì quá đỉnh nha. Đó, bơm đẹp cực kỳ luôn, bơm là tấm dạng luôn nha bà con. Đó, dòng bơm này xài đặc biệt nó không có ten, nó ít cái bị hư ha. Đó, rồi giờ test này nổi cho bà con tham khảo nè. Máy luôn bà con, máy ga ti điểm dòng luôn nha bà con, ga ti là điểm dòng luôn á, con này quá ken ha. Con này là con A37 nè. Đó, con này hiện tại mình đang báo cho bà con cái giá là 2.200.000. Đó. Máy thì nói chung ra với bà con mình á, máy thì máy nổ được phải thanh bình đó, bán nó giá thì bà con đã thấy ha. Đó, A37 giá 2.200.000. Tiếp theo là lên cho bà con mỗi con Mitsubishi ha. Đó, Mitsubishi bữa nay thợ nó bận công chuyện nên nó dọn cũng không có kịp cho bà con, hôm nay lên máy ít ha, này được có 4 cái máy gì thì phải thôi, nói chung ra là máy gì rất là nhiều, hiện tại bây giờ cũng về 1-200 cái rồi bà con. Đó, nên thợ nó dọn hoài hoài tới, bắn hoài tới cho bà con mình ha. Đó, đây con này là Mitsubishi, tem anh rửa anh tè kỳ quá cho kỳ tắt mất tiêu hết trơn rồi. Đó, mất tiêu rồi ha, con này là 4.0 HP, nó là 4 ngựa thùng xăng sắt ha. Đó, đời Mitsubishi này, Mitsubishi thì cực kỳ nhẹ giật, cực kỳ nhạy chạy mà cực kỳ gan tiên luôn. Dòng này thì bo đỉnh nè, quá đẹp, khung áo đồ đẹp hết trơn nha bà con. Đó, đang xài cái bông là cái khung là khung Cousin model da băng luôn ha. Đó, số máy nhập số xe ghi nằm đây. Đó, số xe ghi lóc trắng đẹp luôn nha bà con, tem toàn cầu luôn ha, quá mới, con này cực kỳ quyết luôn nha bà con, quá quyết rồi. Đó, xài cái bông Cousin, đó bông Cousin mà không có biến bận luôn nha bà con. Đó, con này lưu lượng lít của nó là 600 lít một phút nha. Đó, bông Cousin quá đẹp luôn nha bà con, chụp cò mới tinh luôn. Đó, quá mới rồi, con Mitsu này quá mới rồi, bình xăng là bikini model da băng luôn ha. Đó, quá đẹp, khung cũng còn đẹp luôn nha bà con, con máy này đẹp hoàn hảo nha bà con ơi. Đó, quá mới, cực kỳ quyết ha. Đó, lóc trắng đẹp, bơm khung đẹp cực kỳ, máy nghệ nhiệt phải mà đẹp cái này xài rất là bền nha bà con. Đó, chụp cò trắng tinh luôn nè, quá mới rồi, cách nổ cho bà con cái cây. Nói về phải là mình là chịu, cái dòng Mitsu là cái dòng cái garanti đó bà con. Đó, garanti của anh rất là nhuyễn luôn, garanti nhuyễn nhiều luôn, rất là êm luôn. Đó, con này là con A38 nha bà con. Đó, A38 thì con Mitsu này hiện tại mình đã bán cho bà con cái giá là 2.500.000. Đó, Mitsu mà xài thì bao bền này bà con ơi, quá êm lắm, êm lắm. Rồi, tiếp theo là mình lên cho bà con một cái con này là con Honda 3.5 PS Honda 110 rồi mà đem vô mình xài cực kỳ bền nha bà con, áo yếm nó còn đẹp ha. Đó, bình xăng
Honda luôn nè. Đó, Vin luôn ha, số xe ghi lốc còn đủ luôn nè, lốc cũng còn đẹp luôn ha. Bơm đẹp luôn nè. Đó, bơm Honda ha. Đó, bơm Honda. Đầu nói nhanh có bên nước ngoài nó cấu gì thì không biết, ốc ác mình lum hết trơn nè. Bà con sử dụng thì mình để rồi, dụng mình báo ra ha. Đó, chụp bô đó là chụp bô đi nắp các bà con. Đó, chụp bô ngoài đi nắp ha. Cò thì nơi đen đen ha. Đó, bật xăng là Ken Hiko đen da băng luôn. Đó, quá đẹp nha bà con máy này hoàn thiện nha. Đó, 3.500 sàn sách tay. Bà con sử dụng ngoài sách tay thì mua con này ha. Đó, bây giờ test nổ cho bà con tham khảo đây coi. Luôn rất là êm luôn. Rồi mình lên cái mã số này cho bà con mình luôn. Con này là con A39 nè. Đó, con này hiện tại mình bán cho bà con với giá là 2.500.000. Đó. 2.500.000. Nó quá rẻ nha bà con. Bán 2.500.000 là cực kỳ rẻ, hoàn thành Honda nó mất tiền lắm luôn. Đó, rồi tiếp theo. Có ba màu đó, dòng Osaka máy dầu động cơ dầu thì có ba màu, một cái tiếp là màu cam của Osaka, và màu đỏ của Osaka, và một màu đen của Osaka. Thì có ba màu, bà con mình chọn cái màu nào cũng được, phải màu đen lấy màu đen, máu màu đỏ lấy màu đỏ, phải màu cam lấy màu cam ha. Chứ mắc biển hiệu con Osaka 173 đó, 173 thì con này á, là tiếp theo mà tính cái hình thức của nó là 173 thì nó là 6.5 động cơ, chắc khoảng 5.5-6.5 gì đó bà con, động cơ dầu ha, đó Osaka. Lốc lục nhám nha, cực kỳ VIP ha, lốc nhám rất là đẹp luôn ạ. DT173 số xe ghi đàng hoàng, hàng thương hiệu chất lượng số xe ghi ha. Khi bà con nhận máy thì con nhớ dùng cho máy nổ phải thanh bình này, nhận cái ga số. Đó, phá lại ha, là nó lên ga đấy ha. Đó, phá lại là nó lên ga. Đó, rồi mình đổ vô đây nhớ mình có tặng cho bà con ha. Bôm là bôm pin nè, 168 nè. Đó, con này là hút 90 ha, xả 90 lưu lượng là 1.200. Bà con nào sử dụng cái dòng máy lớn hút bôm cuộn đâu đó, bơm nước cuộn cho nhanh đâu đó, hay là bơm tưới nước số lượng nhiều đâu đó, đẩy xa 400-500m đâu đó ha, cho mạnh cho máy thì mua con này. Con này rất là VIP luôn ha, cực kỳ VIP. Đó, động cơ là động cơ xăng ha, động cơ là đầu máy xăng, nó hình thức nó là đầu máy xăng giật, khởi động nó là giật, nhưng nó là chạy nhiên liệu bằng dầu ha. Đây heo dầu ghét dầu đây. Đó, khi bà con muốn khởi động cái dòng máy này bà con nhớ dùng cho máy nổ cho máy thanh bình là đè cái còi xuống này ha. Đó, đè xuống, đè mạnh xuống rồi nó cứng này nè, thôi nó khi bà con cầm giật bà con nhớ giật dứt khoát ha, mình giật dứt khoát chứ mình không giật giống kiểu mà nhấm nhấp được ha. Cầm kéo bắt dính chó là mình kéo cái hen cái là tự động nó nhảy lên nè ha, để mình nhẹ kéo nhảy cho bà con coi. Đó, nhảy cái cò lên đi rồi ha. Đó, nhảy cái cò lên là tự động máy nó nổ. Đó, máy rất là ok. Còn bà con mình về ví dụ như đổ dầu vô mà nó chưa có qua dầu, đó thì bà con nhớ dùng cho máy nổ cho phải tinh bình là xả cái rốt này giùm ha, dặn nó ra, dặn cho dầu nó chảy qua là hoàn hết, thì mình siết lại ha, siết lại động cơ dầu thì phải nó khó hơn một xăng chút xíu ha. Đó, đặc biệt con này á thì nó siêu tiết kiệm dầu. Đó, siêu tiết kiệm dầu. Bà con mình sử dụng á, ví dụ động cơ xăng mà con chạy 1 tiếng hồ lít xăng thì thằng này 1 tiếng hồ chỉ nước dầu thôi. Đó, bà con xài cần với số lượng nhiều xài cần cắm tháng là đủ cái đầu máy này. Bởi vì ngày á là bà con tiếng hồ 10.000 thì bằng ngày bà con chạy 2 tiếng hồ là 20.000, ngày 20.000, 200.000, 2 triệu rồi. 2 triệu là nó lại cái đầu máy ha bà con. Đó. Đầu máy này rất là tiện một cái á. Khi bà con mình cần sử dụng kéo nén trực thuốc T30 rồi đó, 28-30 rồi đó ha, mạnh. Thì bà con mình vô con này, mình về mình sao xài xong mình gã cái bơm này ra, lấy cái đầu máy. Đầu máy thằng này là cốt 20 hay gì nè. Đó. Đó, nó lợi hại ha. Khi bà con mua một món đồ mà được hai về hai mục đích sử dụng. Đó, cái đầu máy này bà con mua về là con cái cốt này là cốt 10. Phẩm máy nổi như phải là mình có gã một lần thì như là cốt 20. Đó, về kéo nén xịt thuốc, chạy máy đầm, chạy máy xới, rất là ok luôn. Đó, đầm bàn rồi cũng ok bà con, bởi vì con máy này rất là tiện nha, dòng động cơ nổi tiếng của Osaka, thương hiệu của Osaka. Nó dòng này hồng Đài Loan nha, Đài Loan xài rất là bền, bà con động cơ cơ dầu xài Đài Loan rất là bền. Đây nó có thể số xe ghi đàng hoàng hết trơn này ha. Nó hút 90 xả 90 lưu lửng là 1.200. Đó thì bữa nay mình lên cái mã số cho này cho bà con mình luôn ha.
Đó, cái con này thì cái mã số của nó là con này là mã số A40 nha bà con. Nó A40. Nó thì giá của nó là 4.500.000. Đó. 4.500.000 cũng là vẫn bao ship tận nhà cho bà con, vẫn tặng kèm cho bà con một chai nhớt nha, không có tặng chiếc mẫu Mugi nha. Bởi vì cái này động cơ dầu có tiếng mẫu Mugi, có Mugi đâu mà mở nha bà con. Đó, cảm ơn. Đó, cũng dẫn hai tặng hai bà con hai cái đầu răng nha. Đó, dẫn tặng hai bà con hai đầu răng. Đó, con này là A40. Đó, A40 thì mình có thêm một cái nữa, A40 thì có ba loại A40. Đó thì bà con mua máy bà con nhớ giùm cho máy nổi cho bản thân mình là A40. Hiểu dụ cho con này là A40 động cơ dầu màu cam nè ha. Rồi. Tiếp theo, con này cũng là A40 ha. Đó, A40 màu đỏ cũng là giá 4.500.000. Và con này cũng là A40 động cơ dầu, động vô dầu hết. Mà nhưng con này là màu đen thì cũng là A40 màu đen. Thì bà con nào có cần sử dụng màu, mình muốn cần sử dụng cái màu, ví dụ mình khoái màu đỏ thì lấy màu đỏ, khoái màu đen để màu đen, khoái màu cam để màu cam, thì đó là cũng là A40 hết, cũng giá là 4.500.000 hết. Đó thì bà con nào cũng cần sử dụng dòng máy nào thì bà con cứ liên hệ trực tiếp với máy nổi điện thoại trên mình ha. Đó, qua số điện thoại trên màn hình. Đó, số điện thoại trên màn hình. Khi mà con coi luôn, khi mà con mình tin tưởng máy nổi chụp ảnh tình bình, khi máy nổi chụp ảnh tình bình nói thì nhiều khi bà con không có tin. Đó, máy nổi chụp ảnh tình bình mua bán thì không biết có lợi không, mà sao ảnh cứ giới thiệu không mà hàng của ảnh đi thì mình chưa có thấy. Thì bữa nay đó, bữa nay là hàng đơn hàng của máy nổi chụp ảnh tình bình đi bà con có thấy á, có 1 đơn 2 đơn 3 đơn 4 đơn 5 đơn 6 đơn 7 đơn 8 đơn 9 đơn, và một lần trước một đơn là 10 đơn hàng á bà con. Đó thì bà con thấy á, khi máy nổi chụp ảnh tình bình bán bên trên thị trường thì có cái uy tín nó với bà con mình, nên bà con mình đó là người này mua rồi chỉ dẫn cho người kia, rồi dẫn dắt người nọ, rồi chỉ người nọ. Nó lên cái đơn hàng của mấy ông phải ngày xưa thì cũng có nhiều khi lâu lâu cũng được 1-2 đơn thôi, mua nhiều 2-3 ngày thì 1-2 đơn, 2-3-4 đơn, mà nhưng bây giờ máy nổi phải là mình đã đạt được một cái thống nhất là rồi khách hàng người ta đã tin tưởng rồi, nó làm ăn rất là uy tín rồi. Thì bữa nay đơn hàng đặt bà con thấy một ngày mấy ông phải mình đi cho từ 10 đơn 8 đơn, nó 2, 4, 6, 8, 9, 10 đơn hàng ha. Đó bà con thấy nè, để về mặt hàng dễ dở đàng hoàng ha, số bưu điện là lại nó dán rồi nè ha, dán số bưu điện lên đàng hoàng hết trên nè. Đó, chứ không phải là mình băng lên rồi mình nói với bà con ha, số bưu cục, số xe mã vạch người ta nhận đàng hoàng nè ha. Đó, đây nè, nhận hàng đàng hoàng ha. Thì nói chung ra thì bà con mà ủng hộ bên trang máy nổi chụp ảnh Thanh Bình càng nhiều, đó, ủng hộ bên trang máy nổi chụp ảnh Thanh Bình càng nhiều thì máy nổi chụp ảnh Thanh Bình sẽ càng hạ cái giá thành số. Đó, rất là nhiều luôn. Đó, đặng bán cho bà con cái máy cực kỳ rẻ cho bà con mình luôn. Ví dụ như con máy này thì máy nổi chụp ảnh Thanh Bình có nói thiệt, ví dụ như bà con bán cho bà con cái giá là 2.200.000 thì máy nổi chụp ảnh Thanh Bình chỉ cần lời 200.000 thôi là máy nổi chụp ảnh Thanh Bình sẽ bán cho bà con ạ. Không cần kê mà là nhiều đâu bà con. Bởi vì đơn hàng của mình đi một ngày 10 đơn thì một ngày máy nổi chụp ảnh Thanh Bình lấy vô á là còn khoảng 2.000.000 bạc. 2.000.000 bạc thì trừ chi phí ra hết thì máy nổi chụp ảnh Thanh Bình chỉ cần một ngày là 1.000.000 bạc thôi là ngon rồi. Là thấy yên mà. Đó, thì bà con mình cứ vô mua máy, chốt máy càng nhiều. Đó, thì máy nổi chụp ảnh mình bán được nhiều thì máy nổi chụp ảnh sẽ càng hạ giá lại. Đó, kê giá thành thấp lại nữa để cho đến tay bà con sử dụng giá cực kỳ rẻ luôn ha. Đó, nhà máy cực kỳ rẻ luôn. Đó, thì bây giờ đó là bữa nay vậy đó, nói chung ra là máy nổi chụp ảnh mình đó đã quảng cáo máy cho bà con rồi. Thì bà con cần cái dòng nào, đó, thì bà con nhớ mã số dùng cho máy nổi chụp ảnh cho mình ha. Nó nếu bà con coi like cái hay thì bà con coi video thầy cho máy nổi bình xin một like ha, một like đặt cái tay lên tấm cho nó một cái, còn một lượt đăng ký kênh nha bà con cứ đăng ký kênh đi. Máy nổi bình bán rất là nhiều dòng máy luôn chứ không phải là một dòng máy đâu ha, có dòng máy tưới nước bơm nước này nè, bơm khung không có dầu, không có xăng, khi điện phải thì dòng máy mới luôn đó, rồi bán đầu máy xăng đó, rồi đầu máy nhập khẩu nguyên con đó, rồi máy dầu đó, rồi máy thái chuối sắc chuối cho vịt, cho heo, cho gà đồ ăn đó, rồi nén xịt thuốc ha, nó nén xịt thuốc, nén rửa xe rồi đó. Thì mình bán lên cái trang này rất là nhiều. Thì bà con nào có ủng hộ thì bà con vô đăng ký kênh ha, đăng ký kênh đi. Còn máy nổi chụp ảnh thì mình quay qua mình vô đó mình chọn cái mà nào là ưng ý của mình thì mình nhớ dùm cho máy nổi chụp ảnh thì mình có mã số. Rồi xong nó mà điện liên hệ với máy nổi chụp ảnh mình, máy nổi chụp ảnh mình ship tận nhà cho bà con mình ha. Rồi, máy nổi chụp ảnh mình xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con trong live sau đó bà con.